mình tên là Vô Sao. Chào mừng đến các bạn đến chương trình Mùa Hè Trong Em. Mùa hè các bạn như thế nào? Mùa hè của mình là bố mẹ mình cho đi biển. Mình được đi thả diều và mình đi bắt cá. Và bố mẹ mình có thức ăn ngon cho mình. Và mình được đi tắm biển sâu và mình chơi ở bãi cát. Mình tắm ở bể sâu và mình bơi ở trên biển. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn chương trình sau.